Bến Thành Audio Video hân hạnh giới thiệu vở cải lương tình cảm xã hội Mùa Thu Ly Biệt của tác giả Thối Lai, với sự góp mặt của các nghệ sĩ được quý khán giả gần xa mến mộ: Minh Dương, Lệ Thủy, Diệp Lan, Bảo Quốc, Bảo Chung, Thanh Hằng, Dương Thanh, Lương Tuấn và Bảo Trang. Biên tập thực hiện: Thân Lộc. Dàn dựng: Thới Lai. Cổ nhạc: Ba Tu, Giang Hải. Tân nhạc: Thái An. Âm thanh: Nguyễn Thọ Hà. Hôm nay là sinh nhật của mình, có mời một số bạn bè cũ đến chung vui mà sao giờ này chưa thấy ai tới hết vậy cả. Ủa, giờ này khách khứa sao không ai đến vậy năm? Không có ma nào hết trơn rồi. Mình chuẩn bị tiệc tùng xong hết trơn, chỉ còn chờ bè bạn đến nữa là bắt đầu vô tiệc đó. Sinh nhật kỳ này anh mời ai vậy anh Năm? Thì sinh nhật kỳ này tôi chỉ mời số bè bạn cũ thân thiết nhất thôi à. À kìa kìa, vợ chồng anh Xuân Quang đến kìa. À, chào anh Xuân Quang, chào chị Cẩm Tiên. Chào anh Xuân Quang, chào chị. Chào anh Năm, chào anh Phúc Chinh. Xin chào hai anh. Dạ. Hôm nay có đủ mặt bạn bè thân thiết đến đây, thật là vui quá. Dạ vui. Trời ơi, thằng Bảy Hổ nó tới kìa. Bảy Hổ nào? Thằng Bảy Hổ này là em ruột ông chủ hãng chúng tôi đó. Thằng này nó cà chớn lắm, nó ỷ anh của nó làm chủ hãng rồi nó tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm. Ý cha coi nó đi kìa. Ô coi bộ ma men nhập nó rồi, nó xình xoàng dữ rồi nghe. Ê, thằng Năm tài xế đâu rồi? Có Năm tài xế đây. Yeah. Hôm nay là ngày sinh nhật của mày, tại sao mày không mời tao vậy? Dạ, yeah, tôi tổ chức đơn sơ, không có gì long trọng nên đâu có dám mời anh Bảy Hổ anh Bảy. Nè, tao nói cho tụi bay biết nha. Bất cứ người nào làm việc trong cái hãng của anh tao, dù là công nhân quèn đi nữa, hay mỗi khi có đám tiệc thì cũng phải mời Bảy Hổ đến thôi. Còn Năm tài xế sao không biết điều, vừa ngày qua tao giữ đám thôi nổi, còn thằng hai mức nhậu thôi tinh tinh. Đây là chẳng phải tiệc tùng, tôi mời bè bạn tới chơi, lâu ngày không gặp xa xôi cách lầm. Mày chớ có nhiều lời bào chữa, còn bây giờ mày tính ra sao? Hôm nay Bảy Hổ tới đây, xin mời dự tiệc và bỏ qua cái việc này. À, như vậy là Năm tài xế mày biết điều đó chứ. Thôi thôi, bây giờ anh Năm tài xế cũng là chủ nhà, vậy thì tuyên bố buổi lễ sinh nhật với anh em đi chứ. Rồi rồi. Kính thưa anh em bạn bè cũ của mình. Còn tao, sao mày không kính thưa tao luôn đi? Anh là kẻ đến sao, đừng nên hỏi tào lao sẽ làm phật với nhau. Mới để tôi nói mau à. Thôi, muốn nói gì nói đại đi mày, lẽ lẽ tao còn nhập tiệc nữa. Ủa, hồi nãy anh nói anh đang đắm đôi nôi rồi, bộ còn đói bụng sao mà hối dữ vậy? Thôi dẹp đi mày. Đang sinh nhật mà dẹp sao được. Mới nói tiếp đi. Dạ kính thưa anh em, tôi tên là Trần Khai Khế, đang làm nghề tài xế, hồi nhỏ ưa đá dê, lớn lên thích rượu đê. Thôi, ai biểu mày kể chuyện đó? Kể mấy kể ở đầu có đuôi mới hấp dẫn câu chuyện cho bộ à. Thì kể tiếp đi trời ơi. Dạ tôi Trần Cai Khế, cha tôi là Cai Quýt, mẹ tôi Cai Chanh, vợ tôi Cai Xanh. Cai Xanh là cái gì vậy mày? Sao chẳng hổng hoài có vậy cũng không hiểu nữa hả? Cai tức là bỏ, còn xanh có nghĩa là sống, bỏ sống tất nhiên là chết, có nghĩa là vợ tôi chết đó biết chưa? Hay hay. tiếp tục đi. Hay hay trời nịnh trời vợ ẹt hay. Còn để ta nói tiếp nè. Dạ hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ sư phụ của tôi. Cái gì? Sinh nhật lần thứ sư phụ là sao? Có nghĩa là hôm nay tôi mời bạn bè đến chung với tôi cuộc tiệc, cũng gọi là ngày sinh nhật. Lần này là thứ 35, nhưng mà tôi đây kiên cứ không có dám gọi tên sư phụ của mình. Vậy thì mày hãy nói cho rõ cho tao tường, đừng ấp mở cái tên sư phụ thế nào. Trời ơi, 35 có nghĩa là sư phụ, mà sư phụ cũng có nghĩa là dê đó biết chưa cha. Dê thì nó đại dê, cùng mày đặt cử kiên. Thôi tiếp đi mày. Tiếp nha. Vậy thì bây giờ xin mời các bạn cùng nâng ly. Uống thì uống chứ sợ gì. Nói gì uống rượu thì Bãi Hổ thì đâu bao giờ từ chối được. Xin mời. Mời. Xin chúc mừng ngày sinh nhật của anh Năm. Chúc mừng. Chúc anh Năm được dồi dào sức khỏe. Cảm ơn anh chị. Năm tài xế. Hai người này là ai vậy? Đây là vợ chồng của anh Xuân Quang và chị Cẩm Tiên. Ảnh là bạn học cũ của tôi đó. Cẩm Tiên. Tên đẹp thật.
Tên đẹp mà người cũng đẹp đứa. Nè Cẩm Tiên ơi, hôm nay bãi hổ này hân hạnh được biết cô Cẩm Tiên nha. Vậy mời cô uống với hổ một ly được không? Xin cảm ơn ông, tôi không biết uống rượu. Trời đất, cái rượu mà không biết uống. Rượu nó có gì đâu không biết. Rượu nó cay cay, nồng nồng nhưng mà ngon lắm. Nè, tôi làm trước nha. Uống trước nói mới linh. Nè, uống à. Đã. Đó, thấy không, ngon lắm. Anh Bảy à, vợ của tôi không biết uống rượu mà. Gì hả? Ai nói tới mày? Ai nói tới mày, mày đã rồi mày? Tao chỉ nói chuyện với Cẩm Tiên người đẹp thơ, mày hiểu chưa? Nhưng đây là vợ của tôi. Vợ của mày thì mặc kệ mày chứ. Thấy người đẹp người ta, tao có quyền khen à, có quyền nói chuyện à. Mày hiểu chưa mày? Nè Cẩm Tiên, cô đẹp lắm đó nghe. Mà cô có chồng rồi sao Cẩm Tiên? Nãy tôi có nhớ là tôi giới thiệu rồi mà. Ý mày, tao chưa nói tới mày mà sao mày nói hoài mày? Dạ chồng của tôi là anh Xuân Quang đây. Thằng này đây hả? Trời ơi, cái tướng lù khù của nó chắc không có giàu bằng bãi hổ này đâu, phải không Tiên? Tuy rằng vợ chồng anh Xuân Quang đây không giàu bằng ông bãi hổ thật, nhưng ngược lại tâm hồn rất trong sạch thanh cao. Trời ơi, nghèo mà thanh cao cái nỗi gì, giàu có thế lực như tao đây mới gọi là thanh cao chứ. Nhưng phải vậy mới Cẩm Tiên, phải không vậy? Tôi nghe người ta thường nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Tuy bề ngoài được sơn son thép vàng, nhưng biết đâu chừng ở bên trong nó toàn là gỗ mục à. Rất hay đó anh Năm tài xế, nói đúng đó. Cầm đi, tôi lại đi. Thì ra hôm nay tụi bay dám bôi bác tao trước mặt người đẹp phải không? Vậy là quá, đâu biết to gan. Rồi có chừng ăn năn, chẳng có biết danh tao. Từng phạt còn công dân, nếu tụi mày muốn được yên thân, chuyện tao làm đừng có xía vô. Tao là bãi hổ, em của chủ hạng sang giàu. Nhưng đây là chuyện khác, xin ông hãy cảm phiền. Dẫu rằng là giúp việc anh ông, nay ông làm trái đạo nhân luân, thì buộc lòng chúng tôi can thiệp. Đừng nghĩ quyền vừa thế hiếp cô. Thôi thôi, cho tôi xin giải huề, vì đây là ngày sinh nhật của tôi. Nể tình của năm tài xế, ta bỏ qua cho tụi bay lần này đó. Nè Cẩm Tiên ơi, nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, lần đầu tiên gặp mặt Cẩm Tiên á, hổ đã đem lòng thương mến. Vậy cô đừng từ chối mà lỡ một đời qua. Ông làm gì kỳ vậy? Tôi đã có chồng rồi mà. Thôi hôm nay xin cáo lỗi với hai anh, vợ chồng chúng tôi về trước. Mình đi đi anh. Về trời ơi, về sao được. Về sao được Cẩm Tiên. Nè mày hổ, ông buông tay vợ tôi ra nghe chưa? Gì? Tao thương người ta có quyền nắm tay đó, mày làm gì tao? Nè, nếu ông còn dùng hành vi để tiện ý thì tôi chẳng nhịn ông đâu nghe. Nè, đến với anh đi Cẩm Tiên. Buông tôi ra, buông tôi ra. Thương mà buông gì á. Anh Quang ơi, buông nào. Cho mày anh chết Quang. Bãi hổ này quýnh thôi là quýnh là mày chết. Hôm nay mày sẽ biết tài bãi hổ này. Nè bãi hổ. Gì? Ông không được quyền hành động lưu manh như thế nghe chưa. Ê Phước Vinh, mày binh vực ra mày. Đúng, bãi hổ. Thì ra hôm nay ông... Tao muốn giết chết tụi bay. Nhưng trước tiên, cái lưỡi dao này phải cắm ngay tim của mày. Phước Vinh, thằng khốn kiếp, tao giết mày. Phước Vinh, coi chừng, bãi hổ nó đang mạnh đó. Phước Vinh, mày phải chết. Anh Phước Vinh ơi, có chết à, chết ta đã. Trời ơi, tên bãi hổ... Thôi bãi hổ đã té sắp lên lưỡi dao rồi. Trời ơi, máu ra nhiều quá. Trời ơi, bãi hổ nó chết quá. An mạng ở trong nhà tôi, bây giờ phải làm sao? Thiệt là xui xẻo quá mà. Chuyện gì? Có chuyện gì vậy năm tài xế? Dạ thưa ông chủ, bãi hổ. Ơ kìa, bãi hổ em. Ai đã dùng dao giết em hả? Ai? Ai? Phước. Trời ơi, em tôi đã chết. Phước Vinh, rồi đây mày sẽ chịu án chung thân với tội ám ô cố sát. Ông chủ ơi, không phải vậy đâu ông chủ. Chính bảy hổ nó quá chén rồi, té sắp vào ngọn dao chết ông chủ ơi. Vô lý. Có thể là tụi mày thù ghét nó nên đã mưu giết chết nó phải không? Không, sự việc xảy ra hôm nay đó là chính tay tôi đã đâm vào trái tim tên bảy hổ. Vì hắn cười
cường đoạt cái ai có chồng và còn toàn giết tôi luôn nữa. À, thì ra Phước Vinh mày lại giết nó. Không, tối này chẳng phải Phước Vinh mà do tôi dùng dao kết liễu. Một kẻ bạo ác chấm loạn buộc vợ tôi phải ưng thuận hắn. À, vậy sao hôm nay tụi bay đã có A Tòng? Âm mưu giết chết em tao lần này vì là tụi bay quán em tao. Không, tội này là do ở nơi tôi. Vì tôi đây thấy chuyện bất bình, anh không tội tình thì đừng có hy sinh. Tội tôi làm tôi chịu. Anh Xuân Quang, anh là kẻ vô can, đừng xen vào mà liên lụy. Ông chủ, chính tôi đã giết chết tên bại hộ này và bàn tay tôi vẫn còn dế máu. Phải rồi, bàn tay dế máu của mày, lời căn trối của em tao, thì chính mày là thủ phạm. Phải, chính tôi là thủ phạm. Phương Vinh, anh Phương Vinh. Trời. Tàu đã sắp sửa nhổ neo, hãy đưa những tên tù vừa mang án khổ sai xuống tàu ra công đảo, nhanh lên. Dạ khoan khoan, dạ mấy ông ơi, xin ông cho tôi vài giây để tôi tự giả chồng tôi, ơn này tôi sẽ xin ghi nhớ. Được, nhưng không phép trễ nải, vì tàu sắp rời bến, nghe chưa? Dạ dạ nghe, dạ cảm ơn ông. Được, tụi bay đâu, theo tao. Anh Vinh. Thu Hồng, em. Anh Vinh, anh hãy nhìn mặt của con trong giờ phút cuối đi anh. Thu Vân, con. Trời ơi, con của tôi. Con của tôi đâu làm chi nên tội mà. Mà mới có một tuổi đầu lại sớm dội lìa cha. Con. Anh Phước Vinh, nhìn mặt anh em nghẹn ngào rơi lệ. Nước mắt tuôn tràn đưa tiễn một người đi. Bởi do đâu mà em nhàn phân ly. Chồng xa vợ, con thơ vẫn xa tình tâm phụ tử. Thu Hồng ơi, anh khuyên em nên dằn lòng chua xót. Nước mắt em rơi làm tan nát mảnh tim anh. La xa cành khi lá hại còn xanh. Chim xa còi chim kêu sầu lẻ bàng. Rồi đây phương trời đảo xa muôn trùng. Còn đâu những ngày sống yên vui bên cạnh vợ hiền. Mà nay lìa xa những ai em đem chốn xưa. Đã quang từ đây mong em anh mang vào tim. Đêm đêm em thầm gọi anh vào trong ký ức. Trăng sao cao dài ông bay. Cánh tình bóng của người vợ hiền yêu quý tay bế con thơ ràng rủa trái đôi hàng. Mỗi giọt nước mắt rơi làm anh suốt khi đồng bàng hoàng. Ôi giọt nước mắt yêu thương hay giọt mưa tuôn tầm ta làm xóa nhiều lòng người hay băng giá kẻ ra đi. Anh biết nói gì trước phút chia ly, chỉ nghe quất nghẹn trong tim và chánh niềm khô ai. Hãy đã quán vô người mang sầu tê tái, còn kẻ ở lại nơi đây ôm thương nhớ trọn
tàu sắp sửa nhổ neo. Tên tù Phước Vinh vừa mãn án 20 năm khỏi sai, hãy mau bước xuống tàu để ra côn đảo. Anh Phước Vinh, Thu Hồng, anh Thu Vinh ơi, anh nhìn mặt ba của con một lần cuối đi con. Con Thu Vinh, con Thu Vinh, con ơi, hãy nín đi con, hãy nín đi con. Giờ đây bao nhiêu tâm huyết của anh xin gửi trọn vào cho Thu Vinh tất cả. Em mới thay anh mà lo sáng sóc cho con thôi. Ơn của em anh muôn đời anh không quên được. Anh Vinh, anh Vinh, anh Năm. Trời ơi, trước tình cảnh này tôi không giúp ích được gì cho anh hết. Tôi khổ quá anh Vinh. Anh Năm, trước phút ra đi tôi xin gửi gắm lại bé Thu Vinh, nhờ anh thay tôi mà chăm sóc nó. Vì cuộc đời của tôi chỉ còn một mình bé Thu Vinh thôi. Được rồi, anh yên tâm, tôi hứa là săn sóc Thu Vinh thay anh. Được như vậy, ơn của anh tôi mang bên lòng cho đến chết. Đã hết giờ từ giã, tàu sắp sửa nhổ neo, hãy xuống tàu. Như vậy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Xin giã biết tất cả. Anh Vinh, Thu Hồng, Thu Vinh, Vinh biệt. Anh Vinh. Anh Phước Vinh, anh ráng giữ gìn sức khỏe. Kìa, chị Thu Hồng. Chị Thu Hồng, anh Phước Vinh đâu hả chị? Anh Phước Vinh đã xuống tàu ra đi, lưu đài nước côn đảo rồi. Trời ơi, anh Phước Vinh, anh Phước Vinh. Trời ơi, chỉ vì chậm chân giây phút mà chúng tôi không gặp mặt của anh Vinh. Để cho tôi trút cạn tâm tình, anh là người đã hy sinh, chịu oan án đi. Đáng hận căm cho những kẻ hung ăn bạo ngược, ý thế hiếp cô làm điều phi nhân thức đức, để chúng cười vui trên nước mắt của bao người. Nhìn chi khổ đau mà lòng tôi thêm luống ngậm ngùi, xui chi cho cuộc đời dâu bể vợ xa chồng, con phải khóc lìa cha. Những giọt lệ sầu đau đớn xót xa như những giọt mưa tu đông đầy trên kẻ lăng, tay bê con thơ mà lệ mờ láng trà, khóc cảnh biệt ly đôi ngã đôi đường. Ơi xin chị đừng buồn, cố gắng gượng vui, sẽ có chúng tôi đây hết lòng lưu tâm an ủi. Dù
xin cảm ơn Xuân Quang và Cẩm Tiên đã có lòng nghĩ đến tôi. Nhưng anh chị ơi, cuộc đời của mẹ con tôi giờ đây nào khác chi là chiếc thuyền năng đang bập bềnh lên đến trên biển cả. Phước Vinh, anh Phước Vinh. Chị Thu Hồng. Chị Thu Hồng. Chị Thu Hồng. Cô Thu Hồng à, dạ, dạ chào ông chủ. Ôi, chủ cả gì không biết nữa. Dạ, nhưng ông đây là một ông chủ hãng. Chủ là chủ với ai kìa. Chứ còn đối với Thu Hồng thì cứ gọi tôi bằng anh được rồi. Dạ thưa ông chủ, chẳng hay hôm nay ông chủ đến đây có chuyện gì à? À thì chuyện của Thu Hồng nè. Dạ, nhưng chuyện gì vậy ông chủ? À, thật tình mà nói nghe, là tôi đã sai đắm nhan sắc của Thu Hồng, cho nên tôi không thể nhìn cành hoa thấm phai tàn theo năm tháng. Dạ, dạ thưa ông chủ muốn nói. Tôi muốn nói là tôi sẽ đem lại ánh sáng tương lai rực rỡ cho Thu Hồng. Nhưng tôi vẫn đợi chờ ngày anh Phước Vinh mãn án. Cô chờ đợi Phước Vinh à? Dạ. Đây, cô hãy đọc tờ báo này rồi sẽ rõ. Vừa qua, trên chuyến tàu đưa các tù nhân ra Côn Đảo, có 3 tên tù đã chết giữa biển khơi vì một cơn dịch tả bất ngờ. 1. Nguyễn Văn Đây. 2. Lê Văn Túc. 3. Trần Phước Vinh. Hả? Trần Phước Vinh. Trời ơi, chồng tôi đã chết. Kìa kìa kìa, cô Thu Hồng. Cô Thu Hồng, tỉnh lại cô. Cô hãy tỉnh lại. Cô hãy bình tĩnh lại để nghe tôi nói đây. Dù sao thì Phước Vinh cũng đã chết rồi. Thu Hồng nên nghĩ đến bản thân và tương lai nữa chứ. Nghĩ đến bản thân? Không, không, tôi không còn nghĩ gì khi anh Phước Vinh đã chết. Còn nghĩ chứ? Nghĩ đến số nợ lớn lao mà tôi cho Phước Vinh mượn, và còn phải nghĩ đến số tiền để đền nhân mạng cho em trai tôi. Hả? Số nợ và tiền bồi thường nhân mạng à? Phải đó Thu Hồng. Và giờ đây tất cả gia tài sự sản này là của tôi. Ông chủ, vì yêu Thu Hồng nên tôi không nỡ để cho một cành hoa sớm tàn phai hương nhạt làm vợ tôi vinh sang tột bậc và con nàng sung sướng tấm thân. Hỡi đâu mà lo nghĩ đến người ra đi không hẹn ngày về vì đã bỏ thay mơ mộng háo quyền chờ đợi mà chi. Nhưng tôi không thể nào quên được lời dặn dò trước phút chia tay, dấu mặn nồng
lòng nhưng trăm đắng ngàn cay. Suốt đêm dài mang hình bóng Phước Vinh. Nếu như con muốn vuông tròn xinh đẹp thì bằng lòng làm vợ của tôi. Thì tôi là kẻ biết yêu hoa, nhan sắc Thu Hồng xinh đẹp kiêu sa. Dạ thưa ông chủ. Chỉ một tiếng đồng ý của Thu Hồng thì căn nhà này sẽ trở thành là biệt thự, và mẹ con nàng sẽ có một cuộc sống vinh sang. Còn bằng không hả? Trong 3 hôm nữa thôi, Thu Hồng sẽ thấy đâu là hậu quả. Nhưng nên nhớ, một là làm vợ của Phú Đức này, làm bà chủ hãng xuất nhập cảng con nai vàng, hai là phải trả nợ cho tôi, rời khỏi căn nhà này và luôn cả số tiền đền nhân mạng. Tùy cô lựa chọn. Chào cô nha. Ông chủ, ông chủ, ông chủ. Anh Phước Vinh, anh Phước Vinh ơi, hồn anh ở nơi suối vàng của tôi hiểu được hoàn cảnh của em chăng? Thân em hiện giờ như người chết đuối giữa biển khơi. Nếu không ưng thuận thì mẹ con em phải khổ. Trời ơi, trời ơi, tôi biết phải làm sao bây giờ. Không, em phải hy sinh vì con, em phải sống vì con. Phước Vinh, xin hồn anh hãy về đây chứng chiếu à. Xe đưa rước, muốn đi công việc thì chẳng có xe ở nhà, thiệt là bực bội quá trời quá đất mà. Dạ thưa ba, con đi học mới về. Dạ thưa ông, con đi học mới về. Chú Năm, hả? Chú đi học hồi nào? Quên nữa, nghe cháu thưa ba con đi học mới về làm chú nói theo luôn à. Dạ thưa ông chủ, tôi rước Thu Vinh đi học mới về. Dạ nó học chứ không phải tôi học. Thôi mày im đi, ngày nào đi học cũng đưa rước, làm như là con nhà giàu quyền quý vậy. Dạ thì ông chủ đây là chủ của hãng xuất nhập cảng hiệu con nai vàng, giàu sang khét tiếng ở Sài Gòn này thì Thu Vân nó cũng phải được hưởng sự sung sướng đó chứ. Nhưng mà con Thu Vân là con gái của ông chứ còn ai đâu nữa. Dạ con là con của ông chủ. Giàu có như vậy phải đi bộ hay sao mà ba không cho xe đưa đến trường? Thật
quá lạ. Tôi quá khổ tầm vì cái của nợ lâu năm. 18 năm nay tao âm thầm bực bội, đến bây giờ muốn chút nó hết ra. Trước kia ông hứa với chị Thu Hồng sẽ hết lòng yêu mến Thu Vân. Dạ, chú Năm nói phải đó ba, vì con là con ruột của ba. Dạ đúng vậy đó ông chủ. Nhưng chuyện này thì... Dạ thì sao ông chủ? Thì tao đi câu chuyện một chút. Dạ vậy tôi đem xe đưa ông chủ đi. Thôi khỏi, tao đi một mình được rồi. Nè, lát nữa Thu Hồng về bảo trang điểm, chờ ông chủ trở lại rước đi dự tiệc, nhớ chưa? Dạ nhớ. Dạ, lát nữa ba má đi dự tiệc hả ba? Chuyện nó không liên quan đến mày, đừng có hỏi lôi thôi. Con gái hay tò mò chuyện người khác. Nè, nhớ nghe dặn cho năm tài xế, tao đi à. Ba, ba. Thiệt là bực bội ghê à. Gì đâu bực bội cháu Thu Vân. Vậy chứ chú Năm không thấy sao? Từ ngày cháu lớn lên tới giờ nè, cháu thấy dường như là ba cháu không có thương cháu. Ừ, sở dĩ ba cháu không thương cháu là tại vì... Tại vì sao vậy chú Năm? Tại vì ba cháu ghét cháu. Mà tại sao ba cháu lại ghét cháu? Tại vì ba cháu không có thương cháu. Thôi đi, nếu chuyện này mà chú Năm giấu cháu ha, thì cháu sẽ nhịn đói luôn, không thèm ăn cơm một tháng ha. Ê, đừng Thu Vân, chớ giận hờn nhịn đói dài dài. Nếu mà thấu tài ba ma cháu thì chú phải đi ngay. Nè, vậy thì chú hãy cho cháu biết về ba của cháu. Chú không có rành, cháu nên hỏi má sẽ trả lời đúng hơn. Hỏi má cháu hả chú Năm? Hỏi má cháu á. Ý kìa, má cháu về tới kìa. Dạ chào bà chủ. Anh Năm à. Dạ. Anh đã hiểu rõ hoàn cảnh của tôi rồi. Bộ anh không thông cảm cho tôi sao mà cứ kêu bà chủ hoài vậy? Dạ, tại vì tôi quen miệng rồi, chứ làm sao tôi không hiểu được hoàn cảnh của chị. Vậy từ đây về sau anh đừng có gọi tôi bằng bà chủ nữa nha. Dạ. Làm cho tôi dai rất là lương tâm đó. Dạ được rồi bà chủ. Dạ chị Thu Hồng yên chí đi, tôi không có gọi bà chủ nữa đâu. Con anh đi rước Thu Vân về lâu chưa vậy? Dạ cũng mới vừa về tới à. Dạ về tới nãy giờ lận má ơi. Vậy là sao con chưa vào trong ăn cơm? Dạ tại vì con chưa có đói. Đi học về là để trưa rồi mà sao nói chưa đói? Anh Năm à. Dạ. Vào kêu chị bếp dọn cơm sẵn cho anh với Thu Vân ăn luôn thể. Dạ. Anh nè, còn ông chủ đâu? Dạ ông chủ vừa đi công chuyện, có dặn tôi nói lại với chị là hãy sửa soạn chờ ông chủ về cùng đi dự tiệc. Được rồi, anh vào trước đi. Dạ. Nè, vào dạ. Ăn cơm Thu Vân, chú đói bụng lắm rồi đó. Chú vào ăn trước đi. Nhớ vô liền nghe không, chú đợi cháu á nghe. Dạ. Sao không chịu vô ăn cơm đi? Con, má à, con muốn ở đây để hỏi má một chuyện. Con hỏi chuyện gì vậy Thu Vân? Có phải ba đây là ba ruột của con không vậy má? Thì ba ruột của con chứ còn gì nữa. Sao hôm nay con lại hỏi má như vậy? Con hỏi má như vậy á là tại vì con thấy ba con khác hẳn với người ta. Thế gặp mặt con là cứ la rầy, dường như giận dữ chẳng hề hỏi thăm đến việc học hành của con. Đó cũng tại vì bận nhiều công chuyện khó nhọc hàng ngày nên ba mệt mỏi bực mình câu mâu chứ chứ nào có chi đâu má. Từ lâu con đây đã nhận thấy rằng ba con chẳng chút mến thương. Bạn tình phụ tử thiên liêng tuy giàu nhưng chẳng chút ấm êm. Con à, sao con nghĩ như vậy? Thật là quá bậy đó. Con đã lớn khôn chứ đâu nhỏ dại, xin má đừng có ngại. Thưa má, năm nay con đã 18 tuổi đầu rồi, con đã phân biệt được những điều phải trái. Hơn nữa linh cảm đã báo cho con biết rằng đây không phải là ba ruột của con. Thu Vân, nếu con hiểu được như vậy thì giờ đấy má sẽ nói cho con biết ba ruột của con đã sao má? Ba ruột của con đã sao? Đã chết rồi. Hả? Đã chết? Phải đó con. Cách đây 18 năm, ba má đang sống trong một gia đình tuy không giàu cho lắm nhưng cũng yên vui và hạnh phúc. Ba con đang làm quản lý cho một hãng xuất nhập cảng này đấy. Như vậy là ba con cũng giỏi lắm phải không má? Phải, ba con rất giỏi. Một hôm, chú Năm tài xế đây có mời ba con cùng vài người bạn thân thiết
đến dự tiệc sinh nhật của chú thì... Thì sao vậy má? Thì chú Bảy Hổ, em ruột của ba con hiện thời, cũng có mặt và hẳn đã dùng quyền lực để ép giết vợ của bạn ba con. Rồi sao nữa má? Vì thấy chuyện bất bình, ba con đứng ra ngăn cản. Tên Bảy Hổ ỷ mình giàu sáng thế lực nên đã dùng dao toan kết liễu ba con, cho thỏa lòng dục vọng tà tâm. Rồi ba con tự dễ mình tới nắm tay vì Bảy Hổ quá sai. Phải vậy đó con, vì số nợ đáp vai của ông chủ, vì số tiền bồi thường nhân mạng cho Bảy Hổ, nên má buộc lòng phải làm vợ của ông chủ để trừ số tiền này. Hơn nữa, má đã vì lời tâm huyết của ba con là phải hy sinh để cho con sau này được ấm êm sung sướng. Má, con... Trời ơi, con đâu có ngờ ba con lại mang án sát nhân và lại chết đi, thật là thương cảm. Thôi con à, mọi việc cũng đã trải qua 18 năm rồi, con đừng nên nghĩ ngợi nữa. Hãy vào trong ăn cơm với chú Năm tài xế đi, và cũng đừng tiết lộ chuyện này cho ba con hiện giờ biết nha. Dạ, con vào nghe má. Dạ thưa bà, xin bà vui lòng cho tôi hỏi thăm một việc. Kìa, chẳng hay ông là ai, ở đâu, vào đây muốn hỏi thăm việc gì? Dạ thưa bà, tôi là kẻ ở phương xa, tới đây muốn tìm hiểu và hỏi thăm một người quen. Nhưng người quen của ông là ai, ở đâu vậy? Thưa bà, lúc trước thì dường như là ở đây, nhưng bây giờ thì không phải rồi. Ông nói gì mà tôi không hiểu, ông hãy nói rõ hơn đi. Thưa bà, tôi muốn hỏi về ngôi biệt thự này đây, hiện nay là của người nào? Thật quá đẹp xinh và rất sang giàu. Cũng bởi xưa kia tôi thường qua lại, ở con đường này nào có thấy đâu. Còn bà đây tất nhiên là vợ của ông chủ nhà, có phải không vậy? Vì tôi thấy bà rất đột cao sang. Với chủ nhà đây chính tôi là vợ, 18 năm nay kết thành duyên nợ. Nhưng ông là ai, tại sao không biết? Biết tự sang giàu của ông phú đức nơi đây, hay là ông trai bước lỡ đường vào nhà để nhờ đến tôi đây giúp đỡ cho ông chút đỉnh bạc tiền? Cảm ơn bà, tôi chẳng phải ăn xin. Không phải ăn xin, sao ông lại đến đây để làm gì? Bà ơi, tôi đến đây là để tìm lại một mái nhà thân yêu năm cũ. Tuy nó chẳng sang giàu nhưng ấp ủ vàng tình thương. Cô người vợ hiền dòng lễ rưng rưng, tay bê con thơ ngập ngừng ngày đưa tiền. Này ông kia, ông nói gì mà tôi không hiểu? Làm sao bà hiểu được nỗi sầu tư của một loài chim nhàn? Lẽ bạn kêu sầu khắc khoải suốt cánh thâu, ngoài đảo quang sương gió nhuộm mây đầu, lo âu cho cuộc đời chim nhạn mái. Nhưng rồi chim nhạn mái ra sao?
rồi một chiều biệt ly sao tháng năm chờ trông giờ còn gì đâu mong quên quên chung sống bên nhau quên quên trong căn đêm đêm nay còn đi giấc mong ngày xanh thôi hết rồi giao ước này em vẫn chờ người đi trở về còn người vợ thủy chung đã đành tâm rẽ lái sang thuyền cuộc sống cao sang đầy nhung gấm bạc tiền lại vội rẽ khinh một con người hôi tanh bằng tiền mà nó chịu giải dầu trong đêm ngày ước mơ bay về đoàn tụ nào ngờ đâu khi tắt đợt mưa giông thì trần báo lòng lấy dài dò trong tâm nào lời lẽ của ông dường như căm hờn như oán trách nhưng tôi với ông là hai người chưa quen biết tại sao ông lại có những lời lẽ đắng cay ông là ai ông là ai vậy ông đây là người tù ngoài côn đảo. Đúng vậy đó thưa bà. Chính tôi là kẻ đã mang án sát nhân và bị câu lưu 20 năm ngoài côn đảo. Nếu như vậy, ông có biết người tù đã chết là Trần Phước Vinh hay không? Thưa bà, tôi biết. Anh ấy đã chết cách đây 18 năm rồi, có phải vậy không ông? Không.
Phước Vinh vẫn còn sống. Hả? Ông nói sao? Anh Phước Vinh vẫn còn sống à? Phải, Phước Vinh vẫn còn sống thưa bà. Như hiện giờ anh Vinh đang ở nơi đâu? Ông vui lòng cho tôi được biết. Thưa bà, Phước Vinh hiện giờ đang ở... Kìa, sao câu nói của ông lại nghẹn ngào đứt quãng? Và dường như khóe mắt rưng rưng. Kìa, nốt rồi sao bên má phải? Đúng rồi, anh Vinh. Thu Hồng, Thu Hồng. Trời ơi, anh vẫn còn sống đây sao? Vậy mà 18 năm qua, báo đăng tin là Trần Phước Vinh đã chết. Không, đó chỉ là Trần Phước Vinh đã chết vì căn bệnh bất ngờ khi tàu vừa ra đến biển khơi. Anh Vinh ơi, hãy hiểu cho hoàn cảnh của em đây. Giờ đây chúng ta không còn gì nữa, có còn chăng là kỷ niệm mà thôi. Khi đáng kia trót đã đóng thuyền rồi, dòng định mệnh đã ngăn đôi bờ bến mộng. Bây giờ xin em hãy vui lòng cho tôi được gặp mặt Thu Vân, con của anh. Được rồi, anh đi chờ em một chút. Anh Năm ơi, anh Năm. Dạ, dạ Hồng gọi tôi. Kìa, anh Năm tài xế. Ủa, ai mà tôi nhớ mường tượng quen quen vậy kìa. Anh Năm, anh không nhận ra tôi sao? Tôi nhớ dường như anh đây là Trần Phước Vinh, bạn học cũ của anh đây nè. Trời ơi anh Vinh, anh
còn sống đây sao? Phải đó anh Năm, vì người chết kia tên là Trần Phước Vĩnh. Trần Phước Vĩnh, còn anh là Vinh. Trời ơi, vậy mà tôi tưởng là anh đã chết rồi chứ. Sao bây giờ anh đổi khác quá nhiều, tóc tai râu ria bồm xồm. Bởi vậy nên tôi tưởng rằng ông nào vào đây đâu có biết anh là Phước Vinh. Anh bây giờ thiệt là khác xa nên mới thấy tôi nhìn chẳng ra. Thời gian ở ngoài Côn Đảo khiến tôi biến đổi dáng hình, nhưng không quên được bản mình. Hôm nay trở lại gia đình cho phụ tử thăm tình đoàn viên. Còn anh, đã mãn án hay chưa mà về đây vậy hả? Tôi được 2 năm ân xá nên đã mãn án rồi anh à. Trời ơi, vậy thì tôi mừng cho anh quá. À, còn Thu Vân, con của tôi, nó lớn lắm rồi anh à, nó thông minh giống anh lắm. Thu Vân ơi, Thu Vân, ra đây, nhanh lên, mau. Chuyện gì vậy chú Năm? Cháu nhìn xem con này có quen không nè. Cháu đâu có biết. Ai vậy chú Năm? Ba ruột của cháu chứ ai. Cái gì? Chú nói ông đó là ba ruột của cháu à? Đúng vậy đó cháu. Thôi đi, cháu không tin chút nào hết á. Vì má cháu vừa nói với cháu nè, ba cháu đã chết cách đây 18 năm rồi. Không không, đó chỉ lầm tên thôi. Chứ sự thật ba cháu mãn án trở về đây nè cháu. Đó, ba cháu đó. Thật vậy sao chú Năm? Thiệt mà, nếu không tin cứ hỏi má cháu đi. Má, chú Năm bảo người đó là ba ruột của con. Mà có phải vậy không má? Phải, đó chính là ba ruột của con đó. Hả? Ba ruột của con? Có phải vậy không ba? Phải, Thu Vân con, chính ba là ba ruột của con đây. Ba đã bị mang án sát nhân 20 năm lưu đày Côn Đảo. Trời ơi, ba! Con, ba, Thu Vân con, trời ơi, con của tôi đây mà. Suốt 18 năm trời dài đằng đằng, ba chỉ chờ đợi có một ngày phụ tử đoàn viên. Con của ba. Ba ơi, 18 năm nay con sống trong cảnh gia đình cao sang nhung gấm, nào hay đâu ba lại bị lưu đày nơi Côn Đảo xa mờ mang nhiều nỗi đắng cay. Nay nhìn mặt ba đây lòng con thơ nghẹn ngào rơi lệ, lòng con thơ giờ nghe ấm áp. Giờ Thu Vân chớ đừng ai biết nơi đảo quang về đây, cho thoa lòng nhớ nhung năm tháng mỏi mòn trong. Trời ơi, 18 năm qua con vẫn ở mình sống với mẹ cha trong cảnh lụa là nhung gấm, nào ngờ đâu lại phải mang thân một loài chùm gửi được bén đượm xanh tươi là nhờ sự dung phân tưới nước của người dân các họ chẳng thâm tình. Phải, trước phút
lúc ra đi ba sẽ đặt một chiếc hôn, mà suốt 18 năm qua ba mỏi mòn chờ đợi. Ba, ba ơi, 18 năm qua ba chờ, ba đời nay gặp mặt con rồi sao lại đổi ra đi. Con ơi, đứng trước tình cảnh hiện nay, ba không thể nào ở lại nơi đây cùng con được. Thu dân con. Ba, ba. Có chuyện gì? Có chuyện gì mà khóc lóc ôm sòm vậy? Ở đây đâu phải là nhà quan chết chủ, mà ai muốn khóc muốn la gì cũng được ha. Ủa, còn thằng này là thằng nào? Ba ruột của Thu Vân đó. Hả? Trần Phước Vinh. Phải, tôi là Trần Phước Vinh đây. Nhưng mày đã chết ở ngoài biển rồi kia mà. Rất tiếc người chết đó là Trần Phước Vinh chứ không phải là Phước Vinh. À, thì ra là vậy. Nhưng hồi đó tòa kêu án mày 20 năm, tại sao mới 18 năm mày lại về đây? Hay là mày vượt ngục? Anh Vinh không vượt ngục, mà anh được ân xá đó. Tốt lắm. Hôm nay mày về đến đây cũng thật là kịp lúc, vì tao đang cần tiền. Tiền gì? Tiền của mày nợ tao. Nhưng đã trả xong. Hồi nào? 18 năm trước. Ai làm chứng? Tôi làm chứng. Hả? Năm tài xế. Mày phản tao à? Tôi không phản ông, nhưng tôi nói bằng sự thật. Có nghĩa là... Có nghĩa là ông buộc chị Thu Hồng mấy tuần ông cùng ông kết tình tấm mặn, thì ông quý hết nợ nần và tiền thường mạng tên bấy hôn. Thật quá đúng không sai, rõ ràng nuôi ông tài áo, nuôi khí dọn nhà, đó nó chính là thằng năm tài xế. Dạ thưa ông chủ, lời cổ ngữ xưa nay nói thiệt thì hay mít lòng. Bởi vậy giờ tôi nói thiệt nè, chính ông đã hứa với chị Hồng đánh đổi bằng sắc đẹp tuổi xuân, mà tôi là một nhân chứng công tâm. Còn hôm nay mày được trở về muốn cùng Thu Hồng nói lại phải không? Tao nói gì đúng không Vinh? Ông nên nhớ, Thu Hồng 18 năm nay là vợ của ông. Tôi không phải là kẻ đánh mất lương tri lại đi cướp vợ của người khác. Hay, quá hay. Im mày. Còn Phước Vinh, mày nói mày về đây không phải để nói lại với Thu Hồng. Vậy chứ mày đến đây để làm gì? Để thăm con gái của tôi. Nhưng nó đang ở trong nhà của tao. Nhưng trước kia cũng là mảnh đất và căn nhà của tôi, mà ông đã chiếm đoạt một cách không công bằng hợp lý. Đúng, đúng quá. Nín mày, đừng có xạo. Nhờ xạo mới có gạo ăn chứ ông. Nhưng nãy giờ mày đã gặp con của mày rồi phải không? Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà chưa chịu ra đi? Đi chứ ở đây làm cái gì? Đi đi xa lánh những hạng người xấu xa đê tiện, lợi dụng chồng đi tù, ở nhà dùng tiền và quyền lực để cướp đoạt vợ người ta. Những kẻ gian ác lúc nào cũng sẵn sàng chờ gánh lấy hậu quả thương đau. Ba, ba ơi, ba đừng đi bỏ con sao ba? Thu Vân con, ba thương con lắm. Con là núm ruột của ba mà. Nhưng ba phải đi con à. Không, ba ơi, ba đừng đi. 18 năm qua ba đã chịu nhiều lao đao khổ nhọc, đọa đài gió sương. Nay ba trở lại mới vừa gặp con, thì sao ba vội vã đi rồi, để con thơ chua xót ngậm. Thu Vân ơi, trời cao sắp đặt, đã lỡ lạc rồi biết nói sao đây. Hiện nay trong tay ba không sự nghiệp, thì phải tạm thời xa cách con đi. Ba, vậy ba ơi xin hãy cho con đi
Dạ thưa má, con vẫn biết ơn sanh dưỡng của mẹ bao la như là trời biển, nhưng nghiệp của cha con nặng nề núi Thái Sơn. 18 năm qua ba con đã chịu nuốt thảm ngậm hờn, nay con không thể đành lòng để cho ba con tiếp tục sống cuộc đời hiu quạnh. Vậy con xin má hãy tha thứ cho con. Má, Thu Vân, con. Dạ thưa ba, tuy ba không sanh, nhưng có công hoạn dưỡng cho con 18 năm nay. Vậy trước khi con ra đi, ba lại này con xin trả thảo. Khỏi cần, khỏi cần, như vậy là đủ rồi. Thật rõ ràng là quả nuôi tu hú mà. Nè, mày nhớ nha, từ đây sắp lên, tao cấm đứt mày không được quyền bén mạng về đây nữa, nghe chưa? Ông có quyền gì mà ông cấm nó chứ? Tao có quyền. Quyền gì? Quyền làm chủ của ngôi biệt thự này. Vậy thì con Thu Vân nó cũng có quyền. Nó có quyền gì? Quyền về thăm má nó. À, thật rõ ràng. Rõ ràng là nuôi ông tay áo. Tao nuôi khí dọn nhà, đến lớn không rồi mày lại phản đi tao. Mày đã quên đi công dưỡng dục sanh thành. Dạ thứ ba, ơn nghĩa dưỡng sanh làm sao cũng quên được. Nhưng má ơi hãy suy nghĩ thương tình, ba của con đã đau khổ riêng mình, bổn phận con cờ phải chấp nhận hy sinh. Nếu mày có đi thì mày đi cho biết và đừng trở lại đây kỳ lắm chuyện. Giờ đây mau rời khỏi gia đình để cùng thằng tù lê bước ăn xin. Không dám ăn xin đâu, tụi này có tay chân đàng hoàng, bộ cùi xúc móng sao ăn xin. À, hôm nay mày binh vực cho tụi nó hả năm tài xế? Bạn tôi mà tôi không binh vực, không lẽ tôi binh vực ông à? Nếu vậy thì mày cũng cuốn gói đi luôn đi. Khỏi cần mời, thằng năm tài xế này đã có dự tính từ lâu rồi. Vì sao từ lâu mày còn ở đây không chịu ra đi? Rất tiếc gì chưa thuận tiện. Vậy còn hôm nay? Đã rất thuận tiện. Thuận tiện gì mày? Cho công việc giao thông không còn trục trặc khi mới rời khỏi căn nhà này. Vì nó chính là gì mày? Một ngôi biệt thự. Còn phải nói, nó rất lộng lẫy nguy nha. Chứ sao? Còn bên trong toàn là... toàn là những đồ quý giá. Không phải. Chứ là gì mày? Thay ma thui. Im mày. Chưa im. Mày muốn cái gì? Muốn nói thêm. Thôi mình đi anh Năm. Bây giờ anh với cháu Thu Vân đi trước đi nha. Ừ. Còn anh? Tôi còn ở lại đây nói chuyện với thằng cha Phú Đức này ít câu nữa rồi tôi giọt theo ha. Thôi được, Thu Vân, cha con mình đi. Dạ, tôi má con đi. Thu Vân, lâu lâu nhớ về đây thăm má nghe con. Khỏi thăm gì nữa cả, để đi đi. Tôi đi trước nghe anh Năm. Chào tất cả. Khỏi chào, mất biết liền. Nè, còn Năm tài xế. Ừ. Mày cũng muốn nói gì nữa? Hãy nói mau đi mày. Thú thật với ông, sở dĩ 18 năm nay tôi còn làm tài xế cho ông, không phải là tôi vì tiền đâu. Chứ mày vì cái gì? Vì tình bạn danh Phước Vinh đã gửi gắm Thu Vân nhờ tôi thay anh săn sóc. Còn giờ đây trước khi đi, tôi nói cho ông được biết, ông tên là Phú Đức, chứ thật ra ông là một người thất đức. Ê, tao làm gì mà thất đức mày? Chứ không phải sao? Ê, Năm tài xế, hôm nay mày dám chửi tao hả mày? Sợ ai mà không dám, nhưng tôi còn tức một điều. Mày tức điều gì? Tôi tức là không được đầu thai lên làm nhà giàu có cũng như ông vậy đó. Để chi? Để dễ dàng đi lấy vợ người ta chứ anh chị. Ê, mày nói ai mày? Tôi nói tôi chứ nói ai. Bộ ông có lấy vợ người ta sao ông ra miệng? Đi đi mày. Đi chứ đây làm gì? Trước khi đi, Năm tài xế này sẽ nói cho một câu sau cùng. Câu gì mày? Người ta nói là ô rô ba thứ ô rô, lục xúc chi đồ mới lấy vợ người ta. Chào ông. Trời ơi, số phận của tôi giờ đây sao mà cay nghiệt. Chồng thì không nhìn, còn con thì lại bỏ ra đi. Những người thân đều xa lánh. Hết rồi, hết rồi, tôi đã mất tất cả. Tôi đã mất tất cả rồi. Thu Hồng, Thu Hồng, em đâu có mất gì đâu, còn anh đi mà. Thu Hồng, Thu Hồng. Cẩm Thiên ơi, Cẩm Thiên à. Chi đó anh Xuân Quang? Em à, báo vừa đăng tin người tù Trần Phước Vinh đã được ăn xá, anh vui mừng quá em à. Chuyện ấy rất bình thường, có gì đâu anh lại vui mừng. Nhưng em quên rằng
Trần Phước Vinh là bạn của anh. Nhưng báo đã đăng tin ảnh chết cách đây 18 năm rồi. Bộ anh quên sao? Anh đâu có quên. Nhưng chuyện này sao linh cảm rằng anh Vinh vẫn còn sống em mà. Em cũng cầu mong như vậy. Em còn nhớ rõ, cách đây 18 năm, vào một buổi lễ sinh nhật của anh Năm tài xế, cuộc vui chưa tàn thì bỗng nhiên một tai biến xảy ra. Chỉ vì tên bảy hổ đã dâm và lại còn hung hăng, làm cho mình băn khoăn. Nếu như hôm ấy không ai nhờ anh Phước Vinh can thiệp tận tình, thì chẳng biết vợ chồng mình hiện giờ này đã sao. Anh Quang, càng nhắc đến thì càng thương cho số phận chị Hồng phải nhận tên Phú Đức làm chồng, để trừ nợ nần bao năm. Ôi thương tâm thân tội tù của bạn, cũng vì mình mà lại vướng mang, nên 18 năm yên ổn làm ăn và trở thành giàu sang. Phải đó anh, đến nay mình được giàu có như thế này mà chẳng giúp ích được gì cho gia đình của anh Vinh, thật có lỗi với người xưa quá. Chào anh Quang, chào chị Tiên. Ủa, anh Năm tài xế rồi phải không? Chào anh Năm. Nghe vợ chồng anh chị làm ăn phát tài, tôi mừng quá. Cảm ơn anh. Còn anh lúc này có khỏe không nè? Tôi hả? Trời ơi, bây giờ tôi khỏe hơn lúc trước nhiều. Khỏe là sao vậy anh? Là vì tôi không còn làm tài xế cho thằng cha Phú Đức nữa chứ làm sao. Nè, hôm nay tôi đến đây để dành cho anh chị một sự bất ngờ nha. Bất ngờ gì? Đây đây, anh chị nhìn xem biết là này ai không? Hả? Có phải anh đây, đây là... Vinh, Trần Phước Vinh đây. Anh Vinh, anh Vinh, anh Vinh. Anh Xuân Quang, anh vẫn còn sống. Anh vẫn còn sống thật đấy sao anh Vinh? Tôi vẫn còn sống thật và được ân xá về đây. Vậy mà được tin anh đã chết 18 năm nay. Đó là Trần Phước Vinh chứ không phải tôi. Thiếu của dấu ngã không mà làm cho hết hồn à. Người làm phải có bao giờ chết bậy được đâu anh chị. Còn đây là Thu Vân, con gái của anh Vinh đó. Hôm nay về được đây, tôi gặp lại những người thân thật là vui mừng quá. Anh Vinh, anh Vinh ơi, nay gặp mặt anh đây, lòng tôi vui mừng vô hạn. 18 năm qua tôi cứ ngỡ anh đã bỏ thay ngoài biển cả. Giữa sông nước mênh mông đã vùi sâu cuộc đời trai trẻ, để cho những người thân sầu lặng lẽ suốt đêm ngày. Anh đã vì tôi phải mang án lưu đày. 18 năm nay anh ôm sầu nuốt thẳm, biến đổi hình hài vì nắng táp sương chăng. Tuy hiện giờ chúng tôi sống cạnh giàu sang, nhưng luôn ghi nhớ đến thầm ân của người bạn quê. Anh là ân nhân cũng là bạn đường tri kỷ, mà suốt đời tôi không thể nào quên. Xin chân thành cảm ơn anh chị. Nhưng chuyện ấy đã qua rồi, chúng ta đừng bận tâm nghĩ đến nữa. À, còn hiện giờ anh và cháu Thu Vân đây. Tụi tôi đã từ bỏ gia đình giàu sang như đầy bẩn thỉu đó rồi anh chị ơi. Tôi đã hiểu được cảnh tình của anh Vinh hiện nay. Và giờ đây tôi muốn yêu cầu anh Vinh một điều. Điều gì vậy anh Xuân Quang? Số là vợ chồng tôi vô phước, tuy sang giàu mà chẳng có một bụng con. Vậy xin anh Vinh hãy cho Thu Vân được làm con nuôi của vợ chồng tôi, trước để an ủi tuổi già, sau đó giúp đỡ cho anh lập lại cuộc đời. Mong rằng anh không từ chối chứ. À, cảm ơn anh Quang nhiều lắm. Việc anh xin nhận Thu Vân làm con nuôi tôi đồng ý.
Còn việc giúp cho tôi để lập lại cuộc đời thì... Thì sao hả anh? Thì cho phép tôi được chối từ. Trời ơi, đây là số tiền cho mượn để làm ăn, chứ không phải cho luôn đâu mà anh ngại. Nè, theo tôi với tài nghệ của anh, tôi tin chắc là một thời gian anh sẽ trở thành triệu phú như chơi à. Đúng vậy không các bạn? Ồ, đúng quá chứ gì nữa. Anh Lâm tài xế nói rất đúng đó. Nếu vậy thì tôi xin chấp nhận. Và thành thật cảm ơn anh chị. Có chi đâu anh. Thế bạn chấp nhận là tôi vui rồi. Thôi bây giờ mọi việc kể như xong rồi. Còn giờ nè, Thu Vân cháu, hãy bước đến và gọi anh Xuân Quang chị Cẩm Tiên bằng ba má coi nè. Ba má. Con. Nghĩ lại thật tội nghiệp cho Thu Hồng quá. Nhờ sự giúp đỡ của vợ chồng anh Xuân Quang mà hai năm nay mình làm ăn phát đạt. Còn Thu Hồng thì... Ba à, chú Năm vừa đi đâu rồi vậy ba? À, chú Năm đến nhà người bạn để hỏi thăm tin tức của má con. Ba ơi, sao cuộc đời của con mang nhiều bất hạnh quá à. Hễ sống bên má thì không có ba, còn sống bên cạnh ba thì không có má. Thà là mình nghèo mà đủ cha đủ mẹ, còn hơn sang giàu chi đây lại thiếu vắng thăm tình hả? Thôi con đừng buồn nữa, ba hứa là sẽ tìm kiếm má con cho ra trước ngày đám cưới của con. Vậy hả ba? Ba ơi, ba nhớ tìm má về đây cho con mau mau nha ba, để má đi lang thang như vậy tội nghiệp má lắm. Ý kìa, anh Dũng qua kìa ba ơi. Anh Dũng. Em Vân. Dạ, dạ thưa ba, con mới qua. À, Dũng con mới qua đó hả? À, anh chị ở bên con Mạnh hả con? Dạ Mạnh, ba con có gửi lời chúc sức khỏe ba. À, ba cảm ơn anh chị bệnh. À, còn con, hôm nay qua đây có chuyện gì không vậy? Dạ, dạ không có chuyện gì đâu ba. Con qua đây để gặp Thu Vân và bàn tính về chuyện của tụi con đó mà. À, vậy hả? Thôi hai con ở đây bàn tính với nhau đi. Ba lên lầu mà nghỉ một chút nha. Dạ. Anh Dũng nè, anh định bàn tính với em chuyện gì vậy? Trời ơi, sao mà em quê quá vậy? Gì quê? Anh nói em quê hả? Còn lâu em mới quê á. Không quê sao em hỏi anh một câu nghe nó lạc nhất vậy? Sao lạc? Anh nói em nghe coi. Vậy chứ em không nghe người ta hát sao? Người ta hát gì anh? Người ta hát như vậy nè. Hát làm sao? Giá đò mùa cây ban nềm, giá qua cha vợ thăm em kèo. Có thiệt vậy không đó? Thiệt mà. Thu Vân, em biết không, hãy vắng em một ngày, anh tưởng chừng dài như một tháng. Cứ mỗi đêm đêm anh lại đông cho trời mau sáng. Gì vậy anh? Để đến ngày mình được sống bên nhau, em cũng trông cho thời gian nhẹ lướt qua mau, đến khi hai ta làm lễ tơ hồng đẹp lòng mẹ. Thật là phước may được cùng em duyên hài gắn đôi. Thu Vân ơi, anh yêu em suốt cuộc đời thề không thay đổi. Giữ vẹn chung tình đến ngày mình tóc bạc răng.
Nè, có thật như vậy không? Hay muốn được lòng nên nói ra bằng đầu môi chót lưỡi, để qua vai nương bướm cha chương dối vàng. Là chiếc gương đông soi vầng trăng tỏ mở ngõ cho anh vào đến tận cung hằng. Anh yêu em biết sánh gì bằng, có lẽ kiếp trước kia em là ngọc nữ, còn anh là kim đồng đệ tử Phật Như Lai. Và cả chúng mình phạm tội chi đây nên bị đày xuống trần gian đến ngày này xuống nghiệp. Nhưng em ơi, đó là chuyện quan đường ảo mộng, còn sự thật là đây mình hạnh phúc tuyệt vời. Lòng anh không hề bội phán tình em, mình đã yêu rồi thấy chẳng đôi thay. Ta đã nguyên có cao dài, không thể làm cách chia lòng. Đôi ta yêu hoài ngàn năm, lòng em không hề nghĩ đến lìa xa. Mặc gió mưa nhiều mình vẫn gần nhau, âu sầu xin chớ dung tiếng chia lìa, đôi ta không hề rời xa. Dân ơi, em hãy dừng lòng tin giả mãi mãi, trong đời anh yêu chỉ có em thôi. Thiệt vậy à nghe? Thiệt mà, nếu anh nói láo em thì cho. Thôi, đừng có thề nữa, em tin anh rồi. Nè, còn bây giờ ha, em hỏi anh chuyện này nghe không? Thì em hỏi chuyện gì thì em hỏi đi. Nếu sau này nè, chúng ta cưới nhau rồi ha, và chúng ta thành vợ chồng rồi ha, thì anh thích đứa con đầu lòng của tụi mình là trai hay là gái? Theo anh á thì anh thích đứa con đầu lòng của tụi mình là con gái. Tại sao anh lại thích con gái? Vì con gái đầu lòng á, nó sẽ giống em, xinh đẹp nè, lại ngoan ngoãn nữa, đúng không? Còn riêng em á thì em thích con trai đầu lòng. Hả? Em thích con trai đầu lòng? Phải đó, vì con trai đầu lòng nó cũng xinh đẹp và lại còn ngoan nhiều hơn là con gái của anh nữa nè. Chưa chắc đâu à nghe. Chắc chứ sao lại không chắc. Được rồi, nếu muốn biết con trai của em á, hay là con gái của anh ngoan hiền á hả, thì bây giờ mình kêu chúng nó về đây rồi sẽ biết. Nhưng mà ai sẽ kêu trước nè? Thì anh nhường cho em kêu trước. Con trai về đi, xem thử đứa nào ngoan. Giờ đây anh hãy xem nè nghe, em nhất định con trai qua số 1. Vậy hãy kêu về, tức thì biết liền. Nhưng mình có con đâu mà kêu. Thì mình giả bộ kêu thử vậy mà. Nhưng mà nó kỳ quá à anh ơi. Cái gì đâu mà kỳ không biết nữa. Mai mốt rồi mình cũng có con vậy chứ bộ. Bây giờ em tập kêu thử trước cho quen. Vậy ha. Nè, nghe em kêu trước rồi nha. Kêu đi. Này con trai cưng của mẹ ơi, hãy về đây mẹ bảo nè. Đó, thấy chưa, con trai của em gì lì lợm ghê không. Mẹ kêu mà không chịu về, không chịu lên tiếng nữa. Nè, bây giờ em nghe anh kêu con gái cưng của anh là nghe. Anh kêu đi. Nè nghe. Ở này con gái cưng của ba ơi. Dạ. Hãy về cho ba biểu đi con. Dạ con Nhi Liên. Đó, thấy chưa. Con gái của anh nó ngoan hết sảy chưa. Thôi đi, anh ăn gian quá à. Em không có chịu đâu. Kìa, chị đâu vậy? Phương Vân, anh khai giới. Phương Vân.
Vân. Con ôi, tôi vô cùng sung sướng khi nhìn thấy Thu Vân đang yên vui hạnh phúc. Như vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi. Thu Vân ơi, mà được tin con sắp lấy chồng nên ma mới lê tâm thân tàn đến đây để lén nhìn con một lần sau cuối. Vì mặc cảm trong đời mà không thể gặp mặt ba con. Ơi hỡi anh Vinh ơi, giờ đây anh nào đâu có biết em đến đau lê thân, về đây thăm lại đứa con thơ và người chồng yêu thương mà khi xưa đã cắt sâu ân tình. Thu Vân ơi, ma về thăm con một lần sau cuối, rồi ma sẽ vĩnh viễn ra đi. Mẹ con ta không bao giờ còn gặp mặt nhau được nữa. Anh Dũng, anh về ngay bây giờ à? Anh về bây giờ em à, vài bữa nữa anh sẽ qua. Thôi anh về nghe cưng. Dạ anh về. Chồng sắp cưới của Thu Vân nó đã đi về. Thôi mình đứng đây không tiện. Thu Vân, mẹ chúc con được trăm năm hạnh phúc và đừng bao giờ nhắc đến người mẹ bạc phước khổ đau. Vĩnh biệt, vĩnh biệt con. Trời, mau, trời. Ê, kìa kìa, bà ơi, bà sao vậy nè? Không, không, không sao, tôi không có sao đâu cậu à. Trời ơi, bà ho ra máu nhiều quá kìa. Thu Vân ơi, Thu Vân ơi. Không, cậu đừng gọi nó. Để tôi đi. Bà ơi. Hả, có chuyện gì vậy anh? Em ơi, bà này ở đâu lại đây? Sao ho ra máu nhiều quá? Bà ơi, tại sao bà lại như vậy? Tôi... Ơ kìa, trời, má. Có chuyện gì ngoài này vậy hai con? Má ơi, má. Không, không, đừng. Thu Vân ơi, đừng con. Kìa, Thu Hồng. Trời, tại sao em như thế này? Thu Hồng. Phước Vinh, anh. Thu Vân ơi, con đi gọi bác sĩ tới ngay. Dạ, đi con. Dạ. Đừng anh, đừng gọi bác sĩ làm gì vô ích. Em gắng gượng chút hơi tàn để trút cạn những lời nói sau cùng của một kẻ sắp ly trần. Chẳng dương nở nần trên cõi tạm dương gian, tên phu đức vô nhân chia rẽ mối tơ loan cho em nhàn đôi đàn. Giờ hậu quả dương mang. Má ơi, xin đừng chia biệt làm hai con đây phải đau sầu. Ngày cưới con sắp đến rồi, má hãy cùng chung vui. Thu Hồng ơi, anh hiểu nỗi khổ đau cay nghiệt trong đời, nhưng nay đã qua rồi, mình nối lại đàn xưa. Phước Vinh ơi, anh nào biết đâu suốt những năm qua em âu sầu lễ đô.
thương cho cuộc đời hồng nhan bạc số, dẫu rằng em đang sống cảnh sang giàu. Càng nhắc ra em càng chua xót nghẹn ngào, cô nên thương đau mong sao cho con mình khôn lớn thực hiện lời dặn dò trước phố kia ly. Em vui mừng khi anh được trở về đây, để thay thế cho em mà lo cho thu dân nên bề gia tất. Đã bao năm qua xa lòng cách mặt, nỗi đớn nghẹn đau dằn vặt trái tim mình. Hai năm trước đây, khi hay tin tên Phú Đức vào tù vì làm ăn phạm pháp, vướng phải nợ nần mà gia sản bị tiêu tan, anh có cho người đến nơi tìm em, nhưng mà em đã bạc tinh. Má, nay má đã về đây rồi, xin hãy ở lại để chúng con chung lo cho má. Má, con tuy mới biết má, nhưng đã nghe Thu Dân kể lại hoàn cảnh, con cũng luôn xót xa. Hai con, con là niềm vui của má, nhưng chắc má không thể nào gần gũi được hai con. Còn riêng anh Vinh, xin anh hãy tha thứ cho em, một người con gái giàu sang nhưng hoàn toàn bất hạnh. Em không xứng đáng với tình thương anh được nữa, vì mặc cảm xấu xa đang sống dậy trong hai năm trời em rỉ máu con tim, nên mang căn bệnh ngặt nghèo không mong cứu chữa. Nhưng dù sao em cũng cần phải sống, sống bên hạnh phúc gia đình bù lại vết thương tâm. Anh Vinh, em cảm ơn anh, em cảm ơn anh đã tha thứ cho em. Bao nhiêu đó đủ làm cho em mãn nguyện rồi. Không, má ơi, má đừng bỏ con nghe má. Má, xin má ở lại với chúng con. Thu Học, em có nghe con nó nói không? Em phải sống, em cần phải sống. Nhưng anh ơi, hiện giờ đây sức em đã tàn, lực em đã tận. Vinh, ngày chúng ta mới quen nhau vào một mùa thu thưa nắng, nay em ra đi cũng vào một mùa thu. Thu Hồng, Thu Hồng. Mùa thu bao la cuông theo chiều gió, cuộc đời đau khổ bằng số em mang, giọt lệ chưa xót tiền bước ra đi. Tình này hôm nào còn vương nỗi nhớ, đành ôm cay đắng khóc cho tình lỡ. Hằng vàng thương nhớ tìm bóng cô nhân, tình là dị vãng mình sống trong mơ. Mang bao thương nhớ về bên suối vàng. Vinh, anh Vinh. Má, má, Thu Hồng. Hai con, má, hai con của má, má chúc hai con hạnh.